về quân số lúc này của C2 chúng tôi khá đông. Gần 70 tay súng, quân số gần bằng quân số C2 trước ngày đánh trận biên giới ngày 12 tháng 12 năm 1978. Nhưng quá nửa là anh em tân binh mới vào bổ sung cho chiến dịch trước và sau ngày giải phóng nông tinh ít ngày và toàn bộ đều là anh em các tỉnh phía Bắc. Kinh nghiệm trận mạc gần như chưa có gì, thêm số anh em C2 cũ đi viện về nên khá đông nếu đem so sánh với lực lượng của C2 chúng tôi trước ngày 12 tháng 12 năm 1978, thì trước kia chúng tôi mạnh hơn rất nhiều, vì lúc đó nhiều anh em giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn. Nhưng bù lại chúng tôi lại có một đại đội trưởng phải nói rằng có tài năng quân sự, ít nhất là như vậy trong con mắt tôi, về hỏa lực trước kia vũ khí cũ kỹ nay được trang bị mới tinh, và số lượng thì nhiều hơn. Mỗi B2 khẩu B41 hai khẩu B-40,2 khẩu trung liên ở PD còn lại là xung lực AK. Hỏa lực của C có hai khẩu đại liên, hai khẩu cối 60. Đại đội trưởng C2 Anh Nguyễn Khắc Hồng lính 72 người đồ sơn Hải Phòng. Anh Nguyên lính trinh sát được đào tạo bài bản từ miền Bắc và đã trải qua nhiều trận đánh cùng lịch sử của sư đoàn. Anh là một cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm với cách bài trí trận địa thông minh biết tổ chức những trận đánh táo bạo. Anh có tính cách của người chỉ huy quân sự kiên quyết dứt khoát và quyết đoán, nói thẳng nói to không nể nang với bất kể ai hèn nhát hay dựa dẫm. Là liên lạc của anh nên tôi học được ở anh rất nhiều điều. Đêm đó thay chốt xong anh Hồng và tôi đi kiểm tra chốt các bê một lần. Anh căn dặn anh em và bố trí theo đội hình C-13 rồi chúng tôi về nhà C bộ. Trên đường về anh có nói với tôi ngày mai cần bố trí lại đội hình chốt chặn cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình. Sáng sớm hôm sau anh Hồng và tôi đi kiểm tra trận địa một lần nữa. Giờ đây tôi mới có điều kiện ngắm nhìn cái chốt của chúng tôi bên ngã tư đường tàu. Nó là cái phum đẹp với những dãy nhà sàn gỗ lợp ngói đỏ nằm hai bên con đường đất đỏ với những hàng dừa cao vút. Sân vườn giữa các nhà rộng thoáng với những cây me, cây xoài to tỏa nhiều bóng mát. Cả phum lan rộng về hai phía sâu trong. Con đường nằm ngay giữa phum, chia cái phum đó làm hai phần bám dọc theo con đường xa xa ngoài kia cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc giả dạ với những bụi tre gai ụ mối và cây thốt nốt mọc trên những bờ thừa ruộng đây là cái phung đẹp đứng thứ hai mà tôi biết trên đất nước chùa tháp nếu như không có chiến tranh thì nơi đây đẹp tới nao lòng người nét đẹp của thôn quê dân dã và bình yên ngoài kia đằng sau cánh rừng che gai thưa sau những ụ mối và dưới những góc cây thốt nốt ấy trong cái quang cảnh thơ mộng này những tên lính áo đen của chế độ P. Tốt đang rình rập nhòm ngó cái phum này, trận địa của chúng tôi. Thần chiến tranh cũng đã có mặt và thần chết cũng đang làm vàng quanh đây. Nếu cứ nhìn cái buổi sáng đẹp trời này không ai dám bảo ở đây, chính nơi này sắp có một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra. Chúng ta hãy nói thêm một chút về đội hình chốt chặn của D7 vì nếu không sẽ là thiếu sót rất lớn. Con đường nhựa chạy từ quốc lộ bốn qua thị trấn U Đông được cắt ngang bởi đường tàu. Trước khi tới đường sắt có cái ngã ba của con đường đất đỏ chạy thẳng vào bên phải của núi Nô Vìa. C2 chúng tôi chốt trên chính con đường đó. Bên kia đường tàu lùi hơn lại phía sau là C3. Bên trái chúng tôi cách xa một thửa ruộng lớn là C1. Lùi lại qua sau đường nhựa là D bộ và C5 hòa lực. Như vậy là C2 chúng tôi chịu trách nhiệm chính vì là mũi chủ công toàn bộ đê tạo thành thế vòng cung vững chắc có thể chi viện cho nhau đắc lực nhất khi cần thiết riêng C 2 chúng tôi vì là mũi chủ lực nên được tăng cường thêm một khẩu DKF 75 và một khẩu 12 ly 8 của trung đoàn đánh phối thuộc vậy là chúng tôi mạnh cả về nhân lực và vũ khí anh Hồng cầm bản đồ dùng bút chì xanh đánh dấu hầm của các B sau đó chấm thêm những vị trí khác bằng bút đỏ rồi anh em tôi trở về nhà C bộ đóng quân anh cho gọi chính trị viên C2 là anh Tập và hai anh phó cán bộ C bàn kế hoạch bố trí đội hình. Anh yêu cầu các cán bộ C ủng hộ anh rồi cho lệnh mời tất cả cán bộ B cũng như các bộ phận hỏa lực lên họp. Không phân tích bàn bạc nhiều có nên bố trí lại hay không mà anh đưa thẳng vấn đề là làm như thế nào, bố trí thêm những hầm nào. Đó là cái quyết đoán của anh. Lúc đầu có vài ba ý kiến chưa tán thành nhưng anh nói tôi đại đội trưởng C2 chịu trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chốt và tính mạng của hơn 80 anh em cán bộ chiến sĩ. Đây là việc phải làm không bàn cãi gì nữa. Ngay tức khắc đội hình C2 bố trí lại đội hình. Mỗi B chia làm 4 hầm mỗi hầm 3 anh em. Mỗi người hai hố chiến đấu cá nhân do anh sắp xếp chỉ bảo từng vị trí. B1 mạnh nhất nằm bên trái đường lộ đỏ. Ngay sát đường bố trí khẩu mươi 75 ly qua bên phải đường là B3 nhưng dâng cao đội hình lên sát mép ruộng ngoài phun kèm thêm khẩu đại liên bám đường bên này. Đề phòng khi cần thiết có thể chi viện cho B1 và khẩu d chính giữa đội hình C Anh cho đặt khẩu 12 ly 8 lùi lại sau chút. Khẩu đại liên đưa cao bằng các B bộ binh, B2 nằm cuối cánh phải của C giữ sườn, hai khẩu cuối nằm ngang và sau C bộ. Bộ phận Anh nuôi nằm sau cùng của đội hình. Như vậy là theo đội hình chốt của anh là quá hợp lý. Các bê hay hòa lực có thể chi viện cho nhau rất bài bản. Ngay sáng hôm đó mệnh lệnh của anh được phục tùng răm rắp. Ngay chúng tôi cũng phải đào hầm chuẩn bị như anh em khác. Tinh thần chuẩn bị rất khẩn trương. Các tấm gỗ nhà sàn được tháo ra làm hầm và công sự hết. Vậy là hai ngày củng cố hầm hố công sự trận địa của C2 cũng nhanh chóng qua đi nhiều hầm và hố chiến đấu cá nhân cũng đã làm xong nhưng vẫn chưa được kiên cố và chắc chắn lắm cũng phải thôi vì chúng tôi là đơn vị cơ động nay đây mai đó nên việc làm hầm hố công sự anh em cũng rất ngại và làm qua loa chiếu lệ mà thôi các vọng gác đêm ngày vẫn tổ chức bình thường và cũng chưa thấy địch có động tĩnh gì ở đây lúc này vẫn còn bình yên lắm các bê anh em đi lại nghênh ngang trong chốt và tổ chức đi tìm thực phẩm tươi sống cóc bếp bê lại xào nấu cải thiện cho bữa ăn của lính. Anh em đi về nói chuyện là thấy trận địa pháo 85 ly của ta ở cách đó 1 km cũng đã rút rồi. Vậy là hướng này chỉ còn duy nhất tiểu đoàn 7 chúng tôi. Các xe khác trong D7 cũng vậy anh em qua lại chơi thăm hỏi nhau suốt ngày thậm chí có người đêm ngủ lại chốt C2 chúng tôi. Cũng phải thôi vì với đầu óc non nớt của chúng tôi lúc bấy giờ thì nghĩ rằng giải phóng rồi ta đã làm chủ ở khắp nơi bây giờ chỉ còn là tàn quân truy quét nên cũng không mấy ai nghĩ được rằng cuộc chiến giải phóng campuchia bây giờ mới là bắt đầu của một giai đoạn mới thời kỳ này hậu cần của e vẫn vận tải đầy đủ lương thực và đạn dược cho chúng tôi đầy đủ về lương thực nếu không có cũng chẳng sao vì quanh các chốt thực phẩm gia súc gạo của dân chạy loạn bỏ lại rất nhiều đi đến đâu cũng có không lo thiếu cái chúng tôi cần là nhu yếu phẩm khác như thuốc lá chè là cái mà lính thích nhất về đạn dược thì cũng chẳng cần vì chúng tôi đã được bổ sung hai cơ số từ lâu rồi mà có dùng tới đâu. Sang sáng ngày 7 âm lịch khoảng 8 giờ khi ánh nóng mặt trời đã lên cao, anh em chiến sĩ trong chốt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Tôi cùng anh Hồng cũng vừa đi kiểm tra chốt về xong thì nghe hai tiếng đề pa đầu nòng của cối 82 ly của địch bắn vào trận địa Tiếng rít liên tiếp của đạn cuối kèm theo hai tiếng nổ trúng khoảng trống trước hầm xê bộ và sau lưng khẩu đại liên thứ hai bên cánh phải của chốt. Anh em bộ đội vội vã chạy về hầm vào hố chiến đấu cá nhân. Khoảng 10 đến 15 phút sau thì thấy tiếng pháo đại bác địch đề pa bắn vào vài ba quả đạn rồi cũng thấy thôi không động tĩnh gì nữa. Ai cũng thấy lạ và cho rằng địch biết ta ở đây nên bắn hú hòa vậy thôi chứ không có gì lớn. Chúng tôi còn nói đùa với nhau hay lại quân ta chiến thắng quân mình đây? Biết đánh nhầm rồi nên thôi. Buổi trưa hôm đó vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra. Anh em vẫn móc võng tòng te em bên gốc cây cột nhà ngủ ngon lành. Độ 3 giờ chiều thì bất thần pháo địch từ xa náo vào trận địa rồi cối 1282 và cả sáu 60 liên tiếp bắn vào với cường độ mỗi lúc một nhiều lên. Cho tới 4 giờ chiều là lúc cao điểm nhất anh em có kinh nghiệm nhiều đếm tiếng đầu nòng và khẳng định có tới 4 năm khẩu pháo 105 và 85 ly đang giáo vào trận địa ta chưa kể các loại cối lớn bé khác. Tiếng đạn giết khủng khiếp tiếng đạn nổ chói tai mảnh đạn văng khắp nơi cắm vào cây rửa nghe phầm phập. Những người lính bộ binh chúng tôi lúc này chỉ biết dơ lưng chịu đạn pháo. Đạn bắn chúng cây dừa đổ xuống đập vào nhà sàn ngói cứ thế đổ xuống ầm ầm. Pháo bắn tan ngọn xoài cây me. Chúng các nhà các bê đóng chốt, pháo bắn tan nát cái phum đẹp đẽ này trong vòng có hơn một giờ đồng hồ. Có thể nói rằng suốt cuộc đời quân ngũ của tôi, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận pháo kích nào của địch như lần này. Chính lúc này thì xê trường hồng lại muốn xuống ngay trận địa. Anh loay hoay thấp thỏm trong căn hầm tránh pháo và có ý sốt ruột. Tôi nghĩ bụng thật là điên rồ khi phải vận động trên trận địa lúc này nhưng anh Hồng đã quyết và chỉ chờ địch ngất bắn là chúng tôi sẽ vận động lên anh phân công đại phó đông sẽ phụ trách hướng B1 và khẩu D của trung đoàn đánh phối thuộc. Còn chính trị viên lo phụ trách hai khẩu cối 60 và liên lạc với đê qua máy hữu tuyến. Chính trị viên phó phụ trách B3 còn lại anh và tôi cùng thông tin vô tuyến PRC-25 sẽ xuống những bộ phận còn lại của đội hình C. Như vậy là bao khó nhập chúng tôi gánh hết trên diện rộng phía bên phải của con đường đất đỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở anh em cảnh giác với bộ binh địch sắp đánh vào và chú ý tìm trinh sát pháo của địch diệt ngay. Có thể chúng ngồi trên cây thốt nốt nào đó phía trước mặt trận địa tà. Đội hình toàn đê cũng bị địch pháo kích vào sông ở mức độ thấp hơn C2 chúng tôi rất nhiều. Có lẽ địch bắn cối có ý cầm chân các xe khác thôi còn trận địa chúng tôi chốt mới là mục tiêu chúng cần đánh. Lúc này địch dập pháo cấp tập vào phía B2 cùng khẩu 12 ly 8 lên ở hai cánh cũng mớt tiếng pháo và đạn côi bắn vào chính trị viên cậu. C phó cùng hai liên lạc nữa vận động ngay còn mỗi hướng của chúng tôi chưa đi được. Mỗi khi đạn ngừng nổ là anh lại thò đầu lên nhìn bao quát trận địa. Khoảng 10 phút gì đó thì địch ngừng hẳn. Tranh thủ lúc này ba anh em tôi chạy ngay lên chốt. Trận địa ngổn ngang cây đổ đất đá bị cày xới bụi đất mù mịt chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chạy thẳng tới hầm B trưởng B2 thì trong hầm không còn ai nữa tất cả anh em đã ra hố chiến đấu cá nhân hết rồi. Nên tôi và anh Hồng lại phải vận động thêm một lần nữa ra công sự ngoài rìa phun chỉ có thông tin nằm lại hầm. Chúng tôi quan sát toàn bộ địa hình trước mặt, không có động tĩnh gì mà cũng chẳng có hiện tượng bộ binh địch sẽ đánh vào chốt. Thật kỳ lạ không hiểu tụi phương pháp định chơi cái trò gì đây. Không thể chỉ là trận tập kích pháo cuối thông thường được. Anh em tôi nhận định như vậy vì lúc này địch đang thua to trên tất cả mọi hướng thì không thể vô duyên. Chúng bắn pháo tan nát cái phum này chỉ nhằm mục đích diêm đầu C2 chúng tôi xuống công sự không thôi. Cũng chẳng thấy thằng lính bộ binh hay hỏa lực khác ngoài cối bắn từ xa vào. Anh em tôi chưa thể hiểu nổi người chỉ huy quân phương pháp học ở trường lớp quân sự nào mà sử dụng pháo binh lãng nhách tới như vậy. Phía ta thì đến tận giờ này cũng chưa hề sử dụng một viên đạn nhỏ. Kể cũng là chiến trường là nơi có nhiều điều bất ngờ nhưng quả thật bất ngờ này chúng tôi không hiểu nổi. Khoảng hơn 5 giờ chiều 7 Tết âm lịch thì pháo địch dừng hẳn. Trận địa chúng tôi trở lên im ắng. Nhưng giờ đây thì không cần cán bộ C thúc giục mà từ chiến sĩ đến cán bộ B hay bộ phận đi phối thuộc không ai bảo ai tự động lo củng cố thêm hầm hố. Hầm được đắp cao hơn, hố cá nhân được khoét sâu hơn, thành đắp dày hơn. Phải nói rằng địch pháo kích tương đối chính xác nên mấy nhà sàn B đứng chân đều bị đạn pháo tan nát. Cả một phum rộng lớn giờ đây chỉ còn lại là đổ nát, tan hoang. Lệnh của C trưởng cho tôi xuống báo với các hầm cảnh giác và tìm bằng ra thằng trinh sát pháo nằm ở đâu và tiêu diệt ngay. Tôi chạy xuống các hầm truyền đạt lại mệnh lệnh, hướng dẫn phân chia anh em tìm trinh sát pháo địch, kiểm tra lại thiệt hại của ta trong trận pháo kích này. Ta không thiệt hại nhiều, hầm hố có thể làm lại. Hai người bị thương do mảnh pháo. Khi tôi chạy qua hầm đại liên thứ nhất thấy thằng sao đầu băng trăng hiếu hỏi mày có bị nặng không. Nó bảo không việc gì mảnh nhỏ rút ra rồi chỉ rách ra đầu thôi. Còn người nữa là bên 12 ly 8 nặng hơn mảnh găm sau lưng khi đạn nổ phía sau đã băng bó tạm thời chuyển về xê bộ rồi. Các bề cánh không ai thương tích gì chỉ mất đồ do pháo bắn thôi. Vậy cũng may rồi, kiểm tra xong chúng tôi về xe bộ khi trời đã nhá nhem tối. Chưa ngồi uống hết cốc nước thì bên Đại Liên có người chạy về báo đã tìm thấy mục tiêu trinh sát pháo ngồi trên cây đài là cây thốt nốt trước mặt A Đại Liên ra khoảng 150 mét. Vậy là quá rõ, thằng này chỉnh pháo cho chúng nó bắn đây. Thả nào chính xác thế, anh em tôi vận động lên, anh Hồng lệnh Đại Liên nhầm thẳng ngọn cây bắn. Thằng Khải đầy cỏ đi ba loạt đạn lên ngọn thốt nốt thì một thằng tốt rất xuống ngay. Ra ngoài thu về có mỗi cái ống nhòm còn máy PRC-25 nó buộc trên cây nên không trèo lấy được, thế thì đành bắn cho hỏng đi thôi. Trời bắt đầu tối hẳn thì là lúc các bê liên tiếp chạy về báo địch tập trung trước mặt chốt rất đông và đa đào hầm hố chiến đấu. Chúng không cần che đậy ý đồ chuẩn bị đánh lớn nên nói chuyện ẩm ý tiếng động theo chiều gió vọng vào chốt nghe rõ mồn một. Máy hữu tuyến được nối với đê báo cáo tình hình xin ý kiến trên đê cho phép chủ động đánh địch và chốt chặn rồi thông báo tình hình giữa các xe trong toàn đê thì ra các xe khác cũng đang trong tình trạng như chốt chúng tôi toàn đê tinh thần chiến đấu khẩn trương lắm anh hồng gọi chính trị viên tập lại dặn mấy câu rồi kéo tôi cùng thông tin vô tuyến xuống các b các phó c ai về vị trí đó trong đêm tối ba anh em chạy xuống khẩu đội để rét trước nhắc anh em chú ý trên mặt đường đề phòng xe cơ giới hay tăng thiết giáp địch rồi chạy qua B3. Anh em đã vào vị trí hố chiến đấu cá nhân hết mà ngoài kia vẫn không thấy động tĩnh gì. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quốc sẻng huyệt huyệt đào đất chứng tỏ chúng vào rất gần khoảng cách chỉ độ 200 mét. B3 chủ động khai hỏa trước với mấy loạt AK và RPD thế là hai khẩu cối của ta bắt đầu bắn giải ra phía trước mặt chốt. PRC-25 cũng đã bật máy nối với D nên D cũng bắn chi viện mấy quả đạn 82 ly tiếng đề pa đầu nòng pong pong tiếng rít của đạn bay qua đầu ánh chớp kèm tiếng nổ của đạn cối của ta liên tiếp bắn dài khắp mặt trước trận địa lại im lặng như không có gì xảy ra bên kia cũng không thấy có phản ứng gì đúng là một trò chơi mèo vờn chuột cho cả hai bên khoảng trên dưới 9 giờ tối thì bỗng bên bên một súng ta nổ giòn giã từng loạt trung liên và AK nổ đều thì ra một tốp địch gần 10 thằng bò vào phía cánh trái của xe địch đánh tập kích hay trinh sát bị B1 do anh Đông phụ trách phát hiện ra trở cho địch bỏ vào thật gần mới nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu tiên diệt ngay ba thằng nằm tại chỗ số còn lại lăn qua tìm chướng ngại vật nằm lại bắn dữ dội vào chốt. Các xã thủ B40B41 nổ súng liên tục mấy quả thế là toàn tuyến chốt của cả hai bên đồng loạt nổ súng. Trong tích tắc chúng bắn vào phía B3 liên tiếp Hai quả DKZ làm lật tung hầm B3 Nhưng các chiến sĩ ta đâu có trong hầm mà giao hố chiến đấu từ lâu rồi Đối diện với khẩu DKZ của ta học đại liên của địch nhà đạn liên tiếp Lúc này DKZ của ta mới xác định mục tiêu bắn cấp tập 2 Quả liền phẩy 1 2 ly 8 của ta bình tĩnh nhà đạn Cùng Cùng Tiếng nổ và tiếng đạn xẻ không khi thật khủng khiếp Các đường đạn bắn sang nhau đan chéo đỏ lửa phía B2 cũng bị địch đánh mạnh. Chúng đang bỏ vào định đánh vu hồi từ hai bên cánh thì bị lộ nên bắn vào toán loạn để lo rút ra nên khẩu đại liên của địch hướng đó cứ nhẹ B2 dìm đầu xuống. Bọn tốt còn nằm ngoài ruộng chưa rút ra được bắn hoảng loạn vào mấy quả B41, B40 vọt cả vào sâu trong A cuối mới nổ. Có quả trúng cây nên nổ luôn ở ngoài khu vực B2. Các anh em B2 vẫn bình tĩnh nhà đạn từng chàng trung liên. AK điểm xạ dạ cứ nhẹ đầu nòng phát lửa bắn vào B40B41 ta trong hố chiến đấu cứ nhắm thẳng mấy góc thốt nốt gần chốt mà bắn Bây giờ khẩu 12 ly 8 và khẩu đại liên số 2 của ta cùng quay nòng về hướng khẩu đại liên địch đang bắn vào B2 Mà bắn khiến nó không dám bắn chi viện cho bọn đang bị xa lầy ở hướng B2 Ra không được vào không xong. Chúng đành nằm đó bắn từng loạt AK cầm cự và làm bia cho quân ta trong chút tiêu diệt tiếng kêu la do bị thương đau đớn vọng vào chốt chúng tôi. Anh Hồng và tôi lúc đó đang nằm trên hố chiến đấu bên B3 nên chúng tôi có thể quan sát hết trận địa cả hai phía nhân địch ở mũi chính thẳng B3 ra. Chúng không dám vào mà chỉ từ xa bắn vào. Cối 82 và 60 của địch nã vào chốt liên tục. Giờ đây pháo địch từ xa bắt đầu bắn vào cấp tập. Tiếng đạn giết khi hết tầm lao xuống nghe chói tai. Những tiếng nổ liên tiếp. Đạn chúng cây dừa đổ xuống đè cả lên hầm cây cối đổ ngổn ngang, ánh chớp đầu nòng loạn xả, lính ta vẫn thò đầu lên mặt hố chiến đấu bình tĩnh nhà đạn, khi pháo bắn thì thụt đầu xuống. 15 phút bắn pháo cối thì chúng dừng và bọn nằm ngoài ruộng cũng tranh thủ rút ra xa rồi. Chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công thứ nhất của địch. Chúng rút ra khoảng 500 mét thỉnh thoảng có thằng dở cơn điên lên đứng từ xa bắn vào vài ba loạt đạn rồi bỏ chạy. Chúng tôi không phản ứng gì vì nhiều lý do. Thứ nhất, theo ánh lửa đầu nòng phát ra địch sẽ biết vị trí của ta mà bắn phản vào không cần thiết. Thứ hai, lộ mục tiêu địch biết vị trí của bố trí hỏa lực của ta. Thứ ba, tranh thủ thời gian củng cố công sự giải quyết thương binh tử sĩ kiểm tra bố trí lại đội hình cho phù hợp với thực tế. Anh Hồng và tôi vận động qua khẩu đại liên số 2 anh trực tiếp ra lệnh cho A hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên chuyển qua chi viện hẳn bên B2. Bố trí xong chúng tôi về xe bộ thì thương binh tử sĩ đã được chuyển về đó rồi. Hai tử sĩ đã hy sinh đạn vào đầu một người đạn xuyên qua ngực hôm sau chuyển lên đề cũng hy sinh còn hai người nữa bị thương băng bó tạm tại xe bộ chờ chuyển đi sau. Như vậy là ta hy sinh ba người hai bị thương. Anh Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp Tới từng bê anh ra lệnh cho bê phó mỗi bê và ít nhất hai người nữa phải nống đội hình ra ngoài chốt ít nhất 50 mét nữa để phòng địch tổ chức tấn công lại. Lợi dụng bờ ruộng cụ mối gốc cây nằm phục tại đó. Khi địch vào vừa nổ súng vừa rút vào trận địa hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ. Thế là tôi lại phải theo anh và từng tổ các bê bỏ lên nống đội hình ra xa. Bố trí xong chúng tôi rút xuống và chạy qua thông báo vị trí quân ta nằm phục với các bên hỏa lực tránh tình trạng quân ta bắn nhầm nhau phải thừa nhận một điều c trưởng của chúng tôi là người có năng khiếu quân sự luôn đi trước một bước có thể anh có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường nên khi nhìn nhận thực tế anh bố trí hay có cách đánh rất hợp lý đỡ cho sự đổ máu của anh em rất nhiều sau khi kiểm tra đội hình c một lần nữa c trưởng thấy thiếu hụt nhiều quá ba hy sinh hai người mất sức chiến đấu chín người đẩy ra xa đội hình thì bên trong các bê thiếu người cho các hầm và các vọng gác nên lệnh cho tôi chạy về c bộ báo chính trị viên tập huy động anh em còn lại trong xe bộ và anh nuôi, rút bớt người bên cối 60 đứa lên thay vào vị trí thiếu hụt đó. Thêm được có ba người, một là văn thư xe bộ, một là người của cối phải một là anh nuôi người hải hưng xung phong lên hầm chiến đấu. Tôi dắt ba anh em lên, chạy qua khoảng vườn trống giữa các nhà nơi mà chiều vào tối nay đạn pháo, cối địch dập cấp tập vào, đất đá nồn nhồn các hố đạn pháo quất sâu, cây cối đổ ngang đường cản lối chúng tôi đi. Mấy anh em ở tuyến sau lên có ý sợ nên bước chân rụt rẻ nhưng với tôi thì nó quen rồi tôi vừa đi vừa chờ, động viên anh em. Không sao đâu, chốt ngoài rìa phum còn xa đây chán. Bố trí anh em bổ sung vào các hầm xong tôi đề nghị xê trưởng cho em nằm lại chốt đi mình đang thiếu người mà anh. Anh Hồng không đồng ý nhưng sau nghĩ thế nào nên đồng ý bảo tôi qua tăng cường cho bê bà. Anh lôi thẳng thông tin vô tuyến đi nhưng nó dở chứng không muốn đi theo anh Hồng với lý do thông tin chỉ nằm tại xe bộ. Anh tức điên lên quát vào mặt nó. Chống lệnh hả? Không đi ông bắn chết mờ. Mày bây giờ? Tôi nghĩ bụng mẹ cha cái thằng nửa ta nửa địch này mày thấy sợ rồi hả? Cũng phải thôi thông cảm cho nó lính mới vào. Đây mới là trận đầu. Thà nào lúc pháo cối địch bắn vào nó chui tít trong hầm mặt tái xanh tái tử. Bây giờ bắt nó chạy lông nhông theo C trưởng nó sợ là phải Tôi chỉ chờ có thế sách súng chạy qua B3 gấp không sợ C trưởng thay đổi ý kiến Tới nơi tôi tranh thủ nghỉ lấy sức Từ chiều tới giờ chạy chỗ này chỗ kia suốt cũng mệt lắm rồi mà cũng đã ăn uống gì đâu Ông thắng B trưởng B3 lom khom chạy qua hố của tôi hỏi C trưởng đâu Hình như địch lại chuẩn bị đánh nữa Anh em mũi nóng lên trên vừa về báo có địch bên ngoài Tôi bảo không cần báo xe đâu kệ nó đi khi nào nó vào mình đánh thì xe tự khóc biết anh à. Thế rồi ngồi dựa trong hố chiến đấu thiêm thiếp là một giấc vô tư đến lạ kỳ. Vô tư đến mức quên đi nơi đây là chiến trường cái chết luôn rình rập trong giấc ngủ ngắn bên công sự. Chiến đấu tôi mơ về quê nhà với hồ gươm xanh ngắt những tán cây che mát quanh hồ với chợ đồng xuân tấp nập, tiếng tàu điện leng kem. Tôi đã mơ về nơi bình yên ấy. Khoảng gần 2 giờ sáng thì tôi nghe tiếng chân chạy về làm tôi tỉnh giấc. Một người chạy vào hố của tôi nói nhỏ địch vào. Tôi chỉ sang hố bên chưa có ai mảy qua đó đi. Tôi tỉnh ngủ hẳn tập trung quan sát ra ngoài trận địa. Vẫn tối đen và nghe thật kỹ thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vậy là chúng lại muốn chơi trận nữa đây. Được thôi xin mời cứ vật tự nhiên. Các bố đang dọn cỗ mời chúng mày đây. Tôi nghĩ như vậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Theo sự bố trí đội hình của toàn D7 như đã nói ở phần trên, bên trái C2 chúng tôi là C1 và bên phải của C2 bên kia con đường sắt là vị trí chốt chặn của C3. Một khoảng trống đó là từ đường tàu về tới chốt của B2 C2 là cả một khoảng rộng lớn. Trong đợt tấn công thứ nhất địch đã có một bộ phận nhỏ luồn vào hướng đó nhưng đã bị một tổ thuộc bộ phận của vận tải D chốt chặn đánh trả nên chúng buộc phải lui ra. Đây chính là điểm yếu trong thế phòng ngự của ta trong đợt tấn công thứ nhất chúng dùng pháo binh và súng cối các loại cũng như bộ binh đánh vào các xe nhưng chỉ ở mức cầm chừng giữ chân không cho các xe trong toàn đê có thể chi viện cho nhau ý đồ tấn công vào điểm nào trên toàn đê bảy của pot là rất rõ và chúng cũng tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của ta Nhìn ra được điều đó nên C trưởng Hồng của chúng tôi đã cho chuyển hẳn khẩu đại liên số 2 sang chi viện cho B2 giữ cánh phải của C đồng thời anh chuyển đại phó Đông sang phụ trách chính bên đó. Thế trận như thế của bản cờ đã đến giờ kết thúc. Hai loạt AK bốn viên nổ khô khốc bên hướng B2 giữa đêm tối tính mịch đầy tinh thần chiến đấu của C2 tiếp đến vào phát điểm hòa của B41 từ chốt B2 bắn ra bụi tre gần nhất. Thế là toàn tuyến chốt của chúng tôi cả ta và địch cùng nổ súng. Một bộ phận của địch áp sát trận địa ta bị lộ nên trận đánh diễn ra ngoài sự chuẩn bị và dự định của địch. Hướng trước mặt tôi trên trận địa của B3 là khẩu trung liên RPD của pốt nấp sau gốc cây thốt nốt bắn vào điên cuồng. Những viên đạn lừa vạch đường sáng rực trong đêm tối phải hai quả đạn B40 của pốt từ ụ mỗi cách xa 100 mét liên tiếp điểm hỏa bay qua đầu tôi chúng cái chuồng gà gần cạnh gốc cây dừa nổ tung với hai luồng lửa sáng. Một đám cháy sau lưng tôi soi rõ trận địa và hầm hố phòng ngự của ta hướng B3. Đó là sự bất lợi đầu tiên của chúng tôi trong đợt tấn công này của địch. Không ngần ngại những pháo thủ B40B41 của chúng tôi nhằm thẳng mấy cái ụ mối và gốc cây thốt nốt trước mặt bắn không thương tiếc chớp lửa của đạn nổ soi rõ gần chục xác địch chết nằm đó ở cự ly 50 mét của lần trước khi chúng tấn công vào. Hướng B1 cũng nổ súng được vài phút rồi. Khẩu DKR-75 của ta cũng kịp bắn hai quả vào mục tiêu mà nghi có địch. Khẩu đại liên số một cứ dọc theo mặt đường đất đỏ bắn quét không cho địch kịp ngóc đầu lên khiến mấy. Thằng POT nằm bên trái lộ đỏ không còn đường chạy chịu nằm im cho AK của tổ DKZ diệt từng thằng một. Cùng cùng 12 ly 8 của ta điềm tĩnh nhà đạn. Ngoài kia tiếng la hét của địch bằng tiếng bản xứ cứ mãi vang lên. Có thể là tụi chỉ huy thúc giục lính đánh còn nó thì nằm chết chìm ở cái ụ mối nào đó. Tiếng súng nổ bên hướng B2 vẫn dữ dội hơn cả. Tiếng bong bong của đạn cuối đầu nòng của ta vẫn bắn giải rác đều nhưng không biết đạn nổ đi đâu. Khoảng 5 phút bắn nhau loạn xạ thì tiếng súng thưa thớt dần thì pháo cối địch bắt đầu bắn vào trận địa bốn năm khẩu pháo từ xa bên sâu phía núi Nô bắn qua mỗi lúc thêm cấp tập. Đạn cuối các loại ở khoảng cách vài 300 mét liên tiếp bắn vào. Tranh thủ lúc chúng diêm đầu ta xuống chịu trận pháo kích một khẩu DKZ của địch đã kịp tìm ra mục tiêu của ta là khẩu 12 ly 8. Một quả đạn xe tan không khí giữa những ánh chấp của đạn pháo cối nổ hất tung khẩu 12 ly 8 của ta làm hai chiến sĩ ta hy sinh tại chỗ và một người bị thương nặng. Địch tranh thủ lúc này hò nhau xông lên áp sát hơn nữa vào trận địa. Thằng vào gần nhất nấp ngay dưới bờ thửa ruộng cách khoảng 40 mét bắn vào như vãi đạn. Lính chúng tôi không dám thò đầu lên cao. Tai luôn phải lắng nghe tiếng rít của đạn pháo cối mà thụt đầu xuống hố chiến đấu cá nhân. Phía sau những căn nhà sàn đang cháy rừng rực soi rõ những người lính tình nguyện Việt Nam. Cối của ta cũng chuyển làn bắn chi viện cho B3. Có cả cối 82 của D nổ banh, banh ngay trước mặt tôi. Đang hăng máu đánh nhau thì tôi thấy một người đang bỏ ngang trên mặt đất. Lúc chạy lom khom được thì vùng lên chạy mấy bước rồi lăn ngay tiến về phía hố của tôi. Hóa ra anh Hồng đại trưởng. Trời ơi! Lúc này mà anh chạy đi đâu vậy? Tôi hỏi. Mày thấy thằng thông tin chạy đâu không? Em không biết, nó bám anh cơ mà. Tôi hỏi lại mày tìm ngay thằng thông tin bảo nó điện về đê bắn cối xa ra không lại phang vào trận địa của mình bây giờ trời ơi chết tôi rồi bây giờ mà chạy lông nhông ở trên thì tiêu là cái chắc tôi nghĩ vậy đi 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 ngay đi tôi do dự không muốn đi nên nói với anh qua tiếng súng nổ tìm nó ở đâu bây giờ hay em về xê bộ báo anh tập điện bằng hữu tuyến lên đê rồi từ đó tìm thằng thông tin này vậy chứ biết tìm nó ở đâu bây giờ. Ừ mày chạy nhanh đi. D. Mẹ thằng thông tin này, bố mà vớ được mày lúc này bố đã cho vỡ mông tôi nghĩ vậy, mày làm khổ ông thế này à? Chờ cho ngớt tiếng súng tôi trở lên khỏi hố rồi bò lùi lại tuyến sau, dựa vào những thân cây đổ và các lúng của vườn rau mà bò rồi vùng chạy, chạy như ma đuổi, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy lấy sống, chạy vượt qua mức của kiện tướng Điền Kinh có 8 giây trên 100 mét. Vừa chạy vừa nghe tiếng rít của đạn pháo đạn cuối rồi lăn. Quả đạn cuối 82 của địch nổ cách tôi có trên 10 mét mảnh phạt rào rào, tiếng mảnh găm gốc cây, thân gỗ hay cột nhà gần đó nghe phầm phập ghê người. Quả đạn B-41 bắn vượt qua tôi trúng hàng rào trước mặt nổ ầm. Tôi hoa mắt hốt hoảng thật sự lăn ra rồi nằm im không dám chạy nữa. Thật sự là tôi thấy sợ, không phải sợ chết, sợ đánh nhau, sợ bom đạn mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này. Sau lần này có lẽ xin xuống bê đánh nhau cho khỏe. Chứ cứ tiếp tục làm liên lạc kiểu này có lẽ cái chức trưởng chi trong dòng họ của tôi đến phải nhường cho thằng em trai kế mất. Nào! Ông nào bảo liên lạc là sướng nào? Ông nào ở dưới bê lên xê bộ quát tôi đi đun nước pha trả cho uống nào? Lăn, lê, bò toài Rồi chạy và cả nhảy nữa tôi cũng lê được cái thân về xe bộ Hầm xe bộ vắng ngắt còn mỗi thằng thông tin hữu tuyến đang ngồi thập thò nơi cửa hầm trực máy Tôi hỏi nó Anh tập đâu? Mày điện về đê nói cối 82 bắn xa ra 30 đến 50 mét nữa Làm ngay đi tôi ra lệnh Nó lật đật quay máy gọi về đê không dám cái lời hay hỏi han gì cả trong chiến đấu anh liên lạc có nhiệm vụ truyền tin của C trưởng và đó là lệnh của C trưởng. Anh nào dám cãi? À, mày bảo đi tìm xem thằng thông tin PRC-25 chui đâu ra ngay anh Hồng đang tìm nó. Xong việc tôi chạy ngay xuống A cuối 60, mấy tay A cuối vẫn túc tắc bắn, tai chúng nó cũng điếc đặc chẳng nghe thấy tôi nói. Bắn xa ra vài chục mét nữa, cứ cái gì, cái gì. Điên tiết tôi quát vào tay chúng mới hiểu. Đồ ngu, pháo xa, cối gần, bắn xa trận địa mình ra 40 mét nữa. Bọn này toàn lính mới vào có hiểu gì đâu. Anh Phúc lì A trưởng A cối lấy cự ly, tầm hướng cho chúng nó sẵn nên chỉ thả cối thôi chứ có biết trình đạn đâu. Đạn cối càng bắn đạn càng ăn gần lại thì sau năm bảy quả là phải quay cho nòng ngả bớt ra thì đạn mới bắn xa ra chứ. Thế là tôi lại phải nhảy vào dạy chúng cách bắn đạn cuối 60. Khi chúng nó hiểu rồi tôi lại phải chạy qua hầm cuối thứ hai. Gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy nhưng anh Phúc bảo 120 quả đạn cuối 60 ly của C sắp hết rồi. May gặp mày qua đây bây giờ mày chạy về báo cáo D đi. Xin D cho vận tải chuyển đến ngay. Thế là lại phải chạy về C bộ một lần nữa. Điện về D xin thêm đạn cuối 60 thì D trả lời lấy đâu ra lúc này mà chúng mày xin. Thôi thế là xong. Bắn nốt số đạn còn lại thì hai khẩu cối 60 của chúng tôi chỉ còn là cái ống lươn. Tôi rằng tổ hợp từ tay thằng Hữu Tuyến quát vào máy. Anh tìm thấy thằng thông tin PRC-25 cho chúng tôi chưa? Bảo nó anh Hồng đang ở bên B3. Ơ, ừ, mẹ thằng nào đấy? Chửi cái gì bố mày đây? Thôi chết, cha ước đê trường. Nhưng thôi lỡ mồm rồi. Lúc này đây không phải lúc để thanh minh thanh nga mấy chuyện xương hô vớ vẩn đó. Hết nhiệm vụ truyền tin tuyến dưới tôi tính chuyện vận động lên tuyến trên nhưng cũng chẳng biết lên bê nào đây. Thôi nằm lại đây cho chắc ăn dại gì mà mò lên đó lúc này. Nghĩ vậy tôi vứt súng qua một bên trèo lên qua cái bàn của xe bộ dưới nhà sàn tìm cơm ăn. Đói quá người mệt là đi. Bê chậu cơm và ít thịt kho từ chiều chưa ai ăn, tôi mang về hầm có thằng thông tin vô tuyến ngồi nơi cửa hầm vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa làn đạn của địch